Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ thứ 6 tuần thánh 5C. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị Thánh Vịnh 30, một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Lý. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con phó thác linh hồn ở tay Cha. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài. Chúa ơi, đừng để con muôn đời hộ Ngươi, vì đức công mình Ngài ơi xin thương cứu chưa. Con phó thác tâm hồn trong tay Ngài. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa tin thành thương con, xin cứu chưa con Ngài ơi. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con phó thác linh hồn ở tay Cha. Con trở nên ô nhục đối với quân thù, hoa nên trò cười chê của người lân bang, và mối lo sợ cả cho người con quen biết. Trông thấy con nhưng họ tranh xa chẳng để ý, dường như con chết rồi Cha ơi, như chiếc chai bị bể tan. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con phó thác linh hồn ở tay con. Thân lạy Chúa, con tin cậy ở nơi Ngài, và con thiết tha kêu lên Thiên Chúa của con. Lạy Ngài thực là Thiên Chúa, Chúa nắm giữ vân mạng của con ở tay Chúa. Này xin cứu gỡ khỏi quân gian và những ai bạch hại con. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con phó thác linh hồn ở tay Cha. Nguyện xin cho đầy tớ của Ngài trước mặt lòng nhan, xin cứu sống con dựa theo lương từ bi Chúa. Lòng tất cả chư vị hay can trường mạnh mẽ, và nay hết thay toàn chư dân, người luôn trông cậy ở Chúa. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ thứ 6 tuần thánh 5C, Thánh Vịnh 30. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.